chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết phần luyện tập nhé. Mời cả lớp chúng ta cùng nhau nghe qua người Trung Quốc đọc qua một lần nào. 6. 练习 一语音一变音变调顺便随便浇花狡猾旅行理性火车货车二多音节连读参观团代表团旅游团主席团 chúng ta chuyển sang phần 3 nhé, đọc to nào, nhìn mặt chị Hán và đọc. Tăng lão sư, Tăng đại phu, Tăng phan y, Tăng luật sư, Thì bạn yêu chia sư, Thì tôi hoàn sư, Gửi mama đã điện hoa, Gửi đại biểu đoàn Tăng phan y. Một số bạn bảo thấy ở chỗ này phải đọc là hái, sao lại là hoán, thì từ này đọc là hoán, có nghĩa là trả nhé, trong động từ trả sách nhé, thay tôi trả sách nhé. Các bạn chú ý điều đấy. Và các bạn nhớ là cái phần này các bạn phải học thuộc từ mới, chép mỗi dòng 5 chữ đi cho nhớ đi, sau đó các bạn mới xem đáp án nhé. Chi su, chi quang phán, chi bao của, chi trung yao. Phần tiếp theo đó là bài tập thay thế, các bạn thay những cái từ được gạch chân bởi những từ ở trong hộp này nhá. Cùng làm nào. Wai mao đại biểu đoàn, ming tian qu na, qu chang cheng. Đoàn đại biểu ngoại thương ngày mai đi đâu? Đi Trường Thành. Và thay vào. Qing ji đại biểu đoàn, ming tian qu na, qu chang cheng. Tham quan đoàn, ming tian qu na, qu chang cheng. Chúng ta còn lại là lữ hành đoàn, Ma Li he Mai he và Liu Xuyên Sheng, các bạn tự làm. 你去上海做什么？把你等来了没？参观、参观，太棒了。你去中国做什么？留学。你去邮局做什么？寄包裹。còn lại chúng ta có图书馆查资料，đi thư viện để kiểm tra tài liệu này。银行换钱，đi ngân hàng để đổi tiền này。书店买词典，đi hiệu sách để mua từ điển。你们怎么去上海？坐飞机去，các bạn đi Thượng Hải như thế nào? Ngồi máy bay đi. 你们怎么去书店？坐车去。你们怎么去食堂？骑车去。còn lại chúng ta có mải xin, dùng email, xia xin, liên thinh li, thinh lu yin liên và công tác, dùng điện não công tác. Gửi tôi mải y. Trang xin nhắn bao xíu mà mấy quần thí được, giúp tôi mua một cái phần báo thanh niên, một tờ báo thanh niên được không? Được, không vấn đề, các bạn thay vào nhé. Bang wo mai chỉ trang yếu piao xíu mà mấy quần thí. Gửi wo chia y bẩn su xíu mà mấy quần thí. Tiếp tục này, còn lại là bang wo chào y xa hoa xíu mà mấy quần thí. Gửi wo trả y phân sư liệu xíu mà mấy quần thí. Giúp tôi tra một cái phần tài liệu được không? Không vấn đề. Cái của mình tăng ý xa phan nhi xíng mà mấy quần thí. Rồi, tiếp tục. Lão sư dùng Hàn ngữ giảng khơ hay sư dùng Yên ngữ giảng khơ? Dùng Hàn ngữ giảng khơ. Thầy giáo dùng tiếng Trung giảng bài hay là dùng tiếng Anh để giảng bài? Dùng tiếng Trung để giảng bài. Các bạn thay vào. Nì dùng điện não xỉa xin hay sư dùng bí xỉa xin? Dùng điện não xỉa xin. Nì 回宿舍还是去图书馆？我回宿舍。他用汉语翻译还是用英语翻译？他用汉语翻译。Phần tiếp theo các bạn thay những cái từ này vào trong cái ô trống cho nó phù hợp nhé. Đầu tiên này, 我去邮局寄包裹。Tôi đi bưu điện gửi bưu phẩm. 下午老师来给我辅导。Buổi chiều thầy giáo đến phụ đạo cho tôi, phụ đạo nhé, các bạn đi lại nhé, phụ đạo. Nǐ shùn biàn gěi wǒ mái yì běn, yī gè běn zì, hǎo ma? Bạn nhân tiện mua cho tôi một quyển vở có được không? Wǒ yòng email gěi bà bà mama xiě xìn. Tôi dùng email để viết thư cho bố mẹ. Chè xiě hoa hěn xiāng, những cái bông hoa này rất thơm. Wǒ gěn đài biǎo tuán yì jǐ qù shànghái cān guān.
Tôi cùng đoàn đại biểu đi Thượng Hải tham quan. Tham ơn, chua phê chi chư Bảy Trinh lủy xiếng. Bọn họ ngồi máy bay đi Bắc Kinh du lịch. Gúa kể tai bẻo thoán. Tăng, Phan Nhi. Tôi làm đội phiên dịch cho cái đoàn đại biểu. Đúng nhỉ? Phần tiếp theo, sắp xếp từ hàng câu. Và các bạn sắp xếp xong thì các bạn sẽ đáp án của thầy nhé. Các bạn tự dịch ra sắp xếp xong nhé. Câu đầu tiên này, đáp án sẽ là Xiao wo gen peng you yi qi qu shang dian mai dong xi. Buổi chiều tôi cùng bạn bè đi cửa hàng mua đồ đạc. Được chưa nhỉ? Tiếp tục này. Câu số 2. Minh tian da biểu thoán zuo fei ji qu shang hai tham quan. Ngày mai đoàn đại biểu ngồi máy bay đi Thượng Hải tham quan. Câu số 3. Tha kể đại biểu thoán tăng Phan Nhi. Cô ấy làm phiên dịch cho đoàn đại biểu. Số 4. Wo qu shang hai han yi ge peng you. Tôi đi Thượng Hải thăm một người bạn. Các bạn nhớ kiểm tra đáp án của mình nhé. Tiếp theo này. Thiền Phong chẳng sang quảng trá tư liệu. Điền Phương thường xuyên lên mạng để tra tài liệu. Số 6. Tha dùng email kể bạn yêu x写 xin. Cô ấy dùng email viết thư cho các bạn bạn bè. Wo chang shang wang gen peng you liao tian. Tôi thường lên mạng nói chuyện với bạn bè. Và câu số 8 cuối cùng chúng ta. Trang Đông Hớ của chi chơ truy su tiên. Trương Đông và tôi đạp xe đi hiệu sách. Các bạn nhớ là so sánh đáp án với của thầy giáo nhá, xem có đúng hay không và chỗ nào sai nhá. Sửa câu sai nào. Câu đầu tiên, tha chia su truy thú su quản. Cô ấy mượn sách đi thư viện. Nghe đã ngược rồi đúng không? Câu liên động thì đi thư viện trước và mục đích để mượn sách thì phải là ở đằng sau. Vì vậy các bạn phải sửa thành tha truy thú su quản chia su. Của mân cân Trung Quốc thiếu thống xuế léo thiên dung Hanyu. Chúng tôi cùng với lại học sinh các bạn học sinh Trung Quốc nói chuyện dùng tiếng Trung. Cái này ngược rồi, lại phải là gì? Của mân dung Hanyu cân Trung Quốc thống xuế léo thiên. Wo chao lao, wa lao shi qu ban gong shi. Tôi tìm thầy giáo Vương đi văn phòng, lại ngược rồi, phải là gì? Wo qu ban gong shi chao wang lao shi. Ni qu khan dian ying na. Ôi giời, nghe là thấy sai rồi. Ni qu na khan dian ying, câu này quá dễ. Wo men dou xue xi han yu lai Trung Quốc, phải sửa thành Wo men dou lai Trung Quốc xue xi han yu. Chen ni qu shang hai zuo huo che. Chen ni đi Thượng Hải ngồi xe lửa, sai rồi, phải là đi ngồi xe lửa đi Thượng Hải. Chân lý chua khổ chưa chú Sa Hải. Toàn là câu liên động thôi, có nghĩa là có hai động từ nhưng mà các bạn phải chú ý là cái hành động nào xảy ra trước thì các bạn đặt trước, làm sau thì đặt sau thế thôi. Ghép câu nhá. Mai khơ bu tráng truy thu quản. Thằng Mai này không thường xuyên đi thư viện. Các bạn sẽ phải là thư viện liên quan đến cái gì? Chia sủ, mượn sách. Tha lái Trung Quốc, cô đến Trung Quốc để làm gì? Xuế xí Hàn Nghị, học tiếng Trung. Gò man tráng tráng truy trao sử. Chúng tôi thường đi siêu thị. Đi siêu thị chắc chắn là phải mua đồ rồi đúng không? Mãi tung xỉ. Wo gen Ma Li truy su điện. Tôi với Mary đi hiệu sách để làm gì đây? Mãi Han Ning xứ điện, mua từ điển. Shan Bẩn xiang truy Bảy Trinh. Sơn Bản muốn đi Bắc Kinh để làm gì ạ? Lùi xiếng, du lịch. Mã Ly trung ủ giao truy yến hoàng. Buổi trưa thì Mary muốn đi ngân hàng hoàn chiến, đổi tiền. Wo yao truy ban công sự. Tôi muốn đi văn phòng. Cháu lão sư, tìm thầy giáo. Thiến Phương sang quảng sâu phá email. Điền Phương lên mạng để gửi phát tài liệu. Cuối cùng, Trang Tông giao truy yếu chí. Trương Đông muốn đi bưu điện để làm gì ạ? Chi bao của gửi bưu phẩm. Cuối cùng đó là đáp án của chúng ta sẽ là tham quan. Minh Thiên liếu dưới sông truy bố hữu quản tham quan. Bố hữu quản đây có nghĩa là cái viện bảo tàng. Ngày mai thì cái đoàn lưu sinh đi viện bảo tàng để tham quan. Hoàn thành cái bài này xong nhá. Xuân biên thi của ban chen sư xíu ma. Nhân tiện thay tôi làm một việc được không? Chúng ta sẽ điền là sớm mất sự việc gì? Đi xua bạn nói đi. Ban của mãi y bẩn giá trị cho tôi mua một quyển từ điển. À một quyển tạp chí. Xíu. Ok, không vấn đề. Tiếp tục đoạn 2 nào. Ủa Minh Thiên truy Bảy Trinh ngày mai tôi đi Bắc Kinh thì các bạn phải hỏi là gì? Ngày mai bạn đi đâu? Minh Thiên, nhỉ truy nhỏ. Tiếp tục, chua phê chi truy, ngồi máy bay đi, các bạn sẽ hỏi là lý chẩn mới truy, bạn đi như thế nào? Bù, wo gen đại biểu đoàn yi qi qu, wo gei ta men tang fan yi. Không, tôi cùng đoàn đại biểu đi, tôi phiên dịch cho bọn họ. Thì phải nói là bạn đi một mình hay là đi cùng đoàn đại biểu, đúng nhỉ? Nhỉ ý cơ đến truy mà, bạn đi một mình à? Không. Xin chị y lại. Thứ hai tôi quay về sẽ hỏi là khi nào bạn quay về? Sớm bao sớm hô? Quay lại.
Bài số 8 bài cuối cùng, các bạn đọc được cái bài này và dịch được thì mới đạt yêu cầu của thầy giáo nhá. Nào bây giờ đáp án của chúng ta như sau. Ý cơ ngoại mao đại biểu đoàn lái Trung Quốc. Mình thiên tham mân yào chư Shanghai tham quan. Wo gen tham mân yi chi chư. Gei tham mân đang phan yi. Wo men zuo fei ji chư. Ba hao hồi lái. Wo dui Ma Li shuo. Bang wo jiao yi xia hua, xing ma? Ma Li shuo xing, mei wen ti. Có một cái đoàn đại biểu ngoại thương đi đến Trung Quốc, đúng nhỉ? Đó, ngày mai bọn họ muốn đi Thượng Hải tham quan, tôi cùng bọn họ đi và làm phiên dịch cho bọn họ. Chúng tôi ngồi máy bay đi ngày mùng 8 quay trở về. Tôi nói với lại Mary rằng là giúp tôi tưới một ít hoa có được không? Mary nói là ok, không vấn đề. Đấy. Vậy là thầy giáo đã giúp đỡ tất cả các bạn hoàn thành xong cái bài số 18 ngày hôm nay rồi. Thì đây vẫn là những bài học miễn phí ở trên YouTube. Nếu mà các bạn không tiếc tiền đầu tư một bữa buffet, thay vì đi ăn một bữa buffet, các bạn hãy mua một cái khóa học tiếng Trung online để sau này chúng ta có nhiều cơ hội ăn buffet hơn nữa nhé. Chỉ đơn giản là mỗi buổi các bạn xem một cái video này của các bạn làm thêm bài tập, các bạn tham gia mua khóa học đầy đủ thì các bạn sẽ có thêm cả những cái phần mềm làm bài tập nữa, ép tiếng Trung hoàn toàn miễn phí và kho đề HSK cho dành cho các bạn. Vì vậy đừng tiếc một bữa buffet, hãy mua một khóa học tiếng Trung 24G ở website này để ủng hộ thầy giáo nhé. Rồi ok, tiếng Trung 24G xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành cái bài số 18 rồi. Hy vọng tất cả các bạn sẽ luôn luôn kiên trì chinh phục tiếng Trung, đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.